Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh. Hôm nay mình sẽ làm một món rất là đơn giản và dễ ăn. Mình có một trái khổ qua. Mình rửa với nước muối cho sạch. Sau đó mình lấy hột ra. Qua mình cắt thành miếng tròn tròn, mỏng. Mình có 3 cái trứng gà. Cho chút muối vào, đánh đều. Mình có 4 tép tỏi. Mình sẽ cắt mỏng mỏng ra. Cho một chút muối và một chút dầu vô nước sôi và cho khổ qua vào luộc. Luộc khoảng 3 phút. Tắt bếp. Và mình cho vào nước lạnh. Mình để cho ráo. Sau đó mình cho dầu vào chảo và mình chiên trứng. Trộn cho đều quậy qua quậy lại. Cho nó rời ra. Rồi mình lại cho dầu vào chảo. Sau đó cho tỏi vào. Cho tới xào lui một chút xíu. Đổ khổ qua vào xào. Xào khoảng 2 đến 3 phút. Mình nêm dầu hào. Chai, bột nêm chai. Một tí xíu tiêu. Mình trộn qua trộn lại cho đều. Như vậy đã chín. Vì khổ qua mình đã trụng qua nước sôi. Mình giữ lại độ giòn của khổ qua và ăn rất là ngon cả nhà. Không có bị đắng nữa. Giòn mà mềm, vừa ăn. Sau đó mình cho vào đĩa. Chỉ trong vòng vài phút thì mình đã có món ăn ngon rồi cả nhà ơi. Cho hết vào đĩa và mình chuẩn bị thưởng thức nha cả nhà. Cả nhà có thể ăn chung với nước tương ớt. Nếu như cả nhà muốn đậm hơn, mời cả nhà dùng thử khổ qua xào trứng nha. Rồi, ngon và giòn, ngon lắm cả nhà. Hẹn cả nhà video kế tiếp, mong sự ủng hộ và đóng góp của cả nhà. Bye bye.